Quý vị biết không, ông thầy giáo Nguyễn Hưng Quốc ở bên Úc, ông kể chuyện cho Việt Nam với Thái Lan hả? Mấy ngày vừa rồi trên Facebook nhiều người nói đến cái chuyện của ông Thái Văn Đường, một người bất đồng chính kiến bị công an Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan và đưa về Việt Nam giam giữ. Cái chuyện đó thì thiệt ra không có lạ. Hồi năm 2019, công an Việt Nam cũng đã từng qua tận Bangkok để mà bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất mang về Việt Nam xét xử đó. Trong cả hai trường hợp thì cảnh sát Thái Lan đều làm ngơ hoặc là đồng lõa luôn. Tôi không có ngạc nhiên chút nào hết á. Hồi tháng 4 năm 2009, tôi bay về từ Bangkok về Hà Nội để tham dự một cái cuộc hội nghị quốc tế về cái việc giảng dạy ngôn ngữ thứ hai do Đại học Mở Hà Nội và Đại học Monash đồng tổ chức. Đến phi trường Nội Bài cái tôi không được nhập cảnh dù tôi có visa nha. Tôi bị buộc phải bay về Bangkok. Rồi cái đến Bangkok, vừa ra khỏi cửa máy bay tôi thấy hai cảnh sát viên người Thái đứng chờ sẵn luôn. Cái họ hỏi tôi có phải Tuấn Nguyễn không? Tôi gật đầu. Cái họ bảo tôi theo họ. Ngay dưới chân máy bay có một cái chiếc xe Jeep. Họ chở tôi đến cái phòng di trú ở trong phi trường. Cái một nhân viên ở đó bảo tôi là họ được chính phủ của Việt Nam yêu cầu giúp đỡ tôi. Trời ơi, tôi bật cười. Hỏi giúp đỡ hả? Bằng cách nào? Cái người đó đáp thì họ sẽ lo thu xếp để mà tôi có thể về lại Úc trên chuyến bay sớm nhất. Tôi hỏi chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ nào? Người đấy đáp 12 giờ đêm. Ok, tôi cảm ơn. Xong cái người ấy lại nói chứ để bảo đảm an toàn cho tôi đó thì họ sẽ giữ hộ chiếu của tôi và khi mà tôi lên máy bay thì sẽ có người trả nó lại cho tôi. Thế là trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ tôi bị giam chân ở trong phi trường quý vị, không có đi đâu được hết trơn á, tại không có hộ chiếu. Và đó là cái cách mà cảnh sát Thái Lan giúp đỡ tôi theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam đó. Vừa rồi là câu chuyện của ông Nguyễn Hưng Quốc, thưa quý vị.